Chào mừng các bạn đến với kênh Tin Mới Online. Chúc các bạn một ngày mới an lành và hạnh phúc. Sau đây là những nội dung chính. Lý do Sơn Tùng MTP không bao giờ có mặt trên các game show truyền hình dù rất nổi tiếng. Ngay cả với người không thường nghe nhạc Việt, không biết gì về showbiz thì cái tên Sơn Tùng MTP vẫn có chút gì đó quen thuộc. Cho dù không biết mặt thì ít nhiều bạn cũng từng nghe vài giai điệu do anh chàng này ngân nga. Tuổi nghề lẫn tuổi đời của Sơn Tùng không quá nhiều, song tầm ảnh hưởng, mức độ nổi tiếng thì thuộc dạng nhất nhì làng giải trí Việt. Thế nhưng anh chàng này lại khá kín tiếng. Rất hiếm khi khán giả thấy Sơn Tùng lên báo chia sẻ về công việc chứ chưa nói gì đến chuyện đời tư. Phổ biến là thế, song giọng ca hãy trao cho anh gần như vắng bóng trên truyền hình. Nam ca sĩ này chưa từng tham gia bất kỳ game show nào, cũng rất ít góp mặt trong các chương trình âm nhạc. Trong một buổi gặp gỡ fan năm 2019, khi các Sky hỏi về lý do không tham gia game show trên truyền hình, anh chàng thành thật nói: "Thật ra tôi cũng muốn tham gia lắm chứ, nhưng không hiểu sao chưa có lời mời nào dành cho tôi. Tôi hy vọng trong tương lai sẽ nhận được một lời mời từ một chương trình nào đó. Nếu cảm thấy hợp với mình thì tôi sẽ sẵn sàng nhận lời ngay." Còn nhớ năm 2015, Sơn Tùng bất ngờ khi tham gia The Remix. Tuy nhiên khi khán giả chưa còn kịp thỏa mãn thì nam ca sĩ đã bỏ thi giữa chừng. Lục lại quá khứ, Sơn Tùng cũng chỉ mới góp mặt trong Lần Đầu Tôi Kể, một talk show mà thôi. Dù có ra sản phẩm mới thì ca sĩ người Thái Bình cũng không thấy lên truyền hình quảng bá. Thông thường các nghệ sĩ khi sắp ra mắt đứa con tinh thần thì thường tìm đến những game show để quảng bá gián tiếp. Kể cả không phải vậy thì việc xuất hiện trên truyền hình cũng rất có ích, giúp họ được khán giả được biết đến nhiều hơn. Những ngôi sao lớn như Trấn Thành, Trường Giang, Ninh Dương Lan Ngọc, Harry Won, Ngô Kiến Huy, Hiền Hồ gần như đã quá quen mặt với khán giả trên truyền hình. Họ thường xuyên là khách mời, MC của các game show đình đám xuất hiện dày đặc. Vậy điều gì cản trở khiến Sơn Tùng bị bỏ qua ở các game show truyền hình? Thứ nhất, cát xê. Đầu tiên, trở ngại lớn nhất khiến các nhà sản xuất ngần ngại không mời Sơn Tùng chính là cát xê. Với nguồn kinh phí của các game show, khó có thể mời được các ngôi sao lớn như vậy. Theo tìm hiểu, Sơn Tùng hiện đang nằm trong top đầu showbiz ở khoản này. Thậm chí nhiều nghệ sĩ gạo cội còn không bằng anh chàng. Năm 2018, cát xê của Sơn Tùng trong khoảng 500 triệu đồng cho một đêm diễn ở bar. Còn sau khi ra mắt hãy trao cho anh, con số đó đã được tăng thêm từ 100 đến 200 triệu đồng. Rất ít nhà sản xuất có đủ khả năng để có thể chi trả số tiền lớn như vậy. Đặc biệt những game show dài tập thì càng khó để Sơn Tùng có thể làm hot hay xuất hiện cố định. Ở chiều ngược lại, Sơn Tùng khi đã có mức cát xê cao như thế khi đi diễn rồi cũng không còn mặn mà nhiều với game show truyền hình nữa. Thay vì mất cả ngày trời để quay game show, anh chàng chỉ cần đi hát một đêm là đủ. Thứ hai, cá tính khác biệt. Thưa các bạn, có nhiều người cho rằng con người của Sơn Tùng không hợp với biểu diễn trên sân khấu.